Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Shop mình xin giới thiệu với cả nhà một cái dòng sữa rửa mặt thực sự là rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc, và nó cũng là một dòng cái sữa rửa mặt, tức là dành cho da mụn nhờn, da khó chịu, hoặc là da dễ mẫn cảm, hoặc là da hay thường xuyên đổ dầu nha cả nhà nha. Và có lẽ là thương hiệu này thực sự là mọi người đã biết qua rồi đúng không? Và đây là thương hiệu Innisfree, và hiện tại thì shop mình cũng xin cập nhật về ba cái dòng sản phẩm rất là đình đám và trước giờ luôn. Tuy nhiên thì dòng này cũng đã được đổi mẫu rồi ha mọi người ha. Và trước mặt cả nhà đây là ba dòng sản phẩm rất là hot của dòng sữa rửa mặt Innisfree. Đầu tiên mình xin giới thiệu đó là sữa rửa mặt Innisfree trà xanh. Như các bạn thấy, đây là chiếc hộp đựng sữa rửa mặt đây, và trong một hộp thì sẽ có ba cái tiếp sữa rửa mặt này và chiết xuất từ trà xanh nha cả nhà nha. Và sản phẩm thứ hai đó là Innisfree chiết xuất từ tro núi lửa đây ạ. Và sản phẩm thứ ba đó là Innisfree chiết xuất từ đậu khấu, và sản phẩm này là sản phẩm sữa rửa mặt đặc trị mụn dành cho những cái làn da là đang bị mụn nọ, tức là mụn viêm cũng có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm này nha. Và hiện tại bên shop mình là cung cấp đủ các sản phẩm của Innisfree luôn, nên các bạn muốn sử dụng cái sản phẩm nào và chiết xuất từ thành phần gì thì bên mình đều có để cung cấp cho các bạn. Và mình xin nói thêm một phần là mọi người khi mà sử dụng những cái sản phẩm chính hãng của Hàn Quốc thì mọi người nên tìm những nơi cung cấp sản phẩm cho thật là tốt và chính hãng nha cả nhà nha, vì cái dòng càng nổi tiếng thì nó càng bị nhiều nơi là nhái và làm giả rất là nhiều, nhất là những cái bạn thường xuyên là bán hàng fake. Mình thấy đa số một số tức là những cái trang bay hoặc là trên Zalo, mình thấy cũng khá nhiều những cái bạn là đăng những cái em sữa rửa mặt này với cái giá rẻ bèo luôn, đó là 50 rồi 60, có nơi thì bán 90, có nơi thì bán nhiều hơn nữa, đó là 130, 160. Mình nói thật sự luôn, chưa tới giá sỉ của mình nhập nữa, cho nên mọi người hãy tìm hiểu cho thật kỹ nha. Và bên mình chỉ cung cấp hàng chính hãng thôi. Khi mà mình đã quay như thế này cho mọi người rất là rõ chi tiết và cụ thể như thế này thì bên mình sẽ không bán hàng dỏm, hàng đẻo cho mọi người nha. Còn những cái bạn mà chỉ đưa hình ảnh lên thì bọn nó lấy cái hình ảnh của hàng chính hãng rất là dễ nha cả nhà, chỉ cần lên mạng đao cái hình đó xuống là up lên là được rồi. Thì mọi người chỉ thấy cái hình ảnh ở trên hình là nó long lanh, nó đẹp thế thôi, nhưng khi mọi người cầm trên tay thì sản phẩm mọi người cầm sẽ chắc chắn không phải là hàng chính hãng, vì hàng chính hãng không thể rẻ như vậy được. Mình đã có một bài phân tích rất là rõ cho mọi người về cái giá của sản phẩm, nhưng mà đa số thì các bạn đều thích rẻ. Các bạn có thể nhìn thấy là một tiếp sữa rửa mặt Innisfree thì nó có cái hàm lượng là 150ml. Đây, 150ml ha. Nếu mà các bạn đi mua một cái tiếp sữa rửa mặt Innisfree với cái giá là 60, 70 đó, thì mọi người nghĩ đi, có đáng tin được hay không? Trong khi cái tiếp sữa rửa mặt mọi người thường hay mua ở ngoài thị trường như là Bon, Hazeline á, thì cái tiếp nhỏ của nó là 50g thôi, thì nó cũng đã có giá từ 45 đến 50 ngàn rồi. Mà trong khi cái tiếp sữa rửa mặt này nó gấp 3 lần cái tiếp sữa rửa mặt Bon đó, thì mọi người tính tiền lên đi ạ. Thì nếu như mua một cái tiếp sữa rửa mặt Bon mà trị giá tức là hàm lượng 150ml thì trị giá của nó tầm từ 150. Không lẽ một tiếp sữa rửa mặt hàng xách tay từ Hàn về mà nó còn rẻ hơn cả tiếp sữa rửa mặt Bon? Mọi người phải so sánh được điều đó ha. Không có một cái thương hiệu đình đám nào của Hàn Quốc mà nó lại rẻ rúng như vậy đâu mọi người nha. Do đó cả nhà nên phân tích và tìm hiểu cho thật kỹ. Rất nhiều người mua hàng dỏm, đang xài hàng dỏm nhưng lại không biết được điều đó, và cứ đinh ninh rằng mình đang xài hàng của Hàn Quốc với trị giá rất thấp luôn, chỉ vài chục ngàn thôi, mà các bạn dám mua về để rửa trên mặt của các bạn, thì các bạn phải cẩn thận ha. Vì cái đó không có được chiết xuất từ những cái thành phần như ở trong như là những cái sản phẩm hàng chính hãng có ghi đâu ạ. Vì nó đâu có chiết xuất được ra những cái thành phần này. Nếu chiết xuất được những cái thành phần này thì giá của phải là giá của hàng chính hãng rồi, mọi người hiểu không? Chẳng có một cái thương hiệu nào mà nó lại đi nâng giá thành của sản phẩm lên quá cao như vậy. Và vì chiết xuất những cái thành phần quý hiếm cho mọi người thì giá thành phẩm nó mới cao, mọi người hiểu không ạ? Đó, cho nên cả nhà nên tìm hiểu cho thật kỹ nha. Đây là sản phẩm hàng chính hãng, và date của sản phẩm là ngày 15 tháng 3 năm 2023, rất là mới nha.
mà mình đang quay ở đằng mặt sau của cái tiếp sữa rửa mặt đậu khấu ạ. Sau đây thì mình sẽ trình bày từng cái sản phẩm cho mọi người luôn ha. Và đa số những cái công dụng của sữa rửa mặt Innisfree là dành cho những cái làn da dầu nhờn, làn da hay mẫn cảm hoặc là làn da có mụn ạ. Tuy nhiên dựa vào tùy đối tượng hoặc là tùy cái độ da thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái sản phẩm thích hợp cho mình nhất để mình có thể sử dụng nha. Đây là sữa rửa mặt Innisfree chiết xuất từ trà xanh, và cái hương trà xanh của tiếp sữa rửa mặt này rất là dịu nhẹ và rất là dễ thương luôn. Đây là mặt sau của tiếp sữa rửa mặt và mình cam kết với cả nhà là hàng rẻ, hàng dỏm, hàng nhái chắc chắn sẽ không được như cái tiếp mình cầm ở trên tay. Cam kết với mọi người 100% luôn ạ. Không thể giống như thế này được. Và cái chất kem ở bên trong cam kết càng khác nữa ạ. Cho nên mọi người đừng nói rằng em mua ở chỗ kia rẻ lắm chị ơi và y chang của chị. Dạ, không có chuyện y chang. Nếu như y chang mình sẽ đền cho mọi người 1000 tiếp luôn ạ. Mình nói như vậy để mọi người có thể hiểu rồi. Và bây giờ mình sẽ đọc sơ qua cái sản phẩm sữa rửa mặt Innisfree trà xanh này. Thì sữa rửa mặt này sẽ giúp làm sạch sâu những cái làn da mà có nhờn mụn á, tiêu diệt vi khuẩn và bã nhờn ở trên da. Trà xanh có khả năng chống lão hóa mặt nhờ hỗ trợ và nó nuôi dưỡng làn da luôn khỏe khoắn và trẻ trung. Hương thơm trà xanh rất là dịu nhẹ nha mọi người. Sữa rửa mặt có khả năng tạo bọt và làm sạch sâu làn da cực tốt, thích hợp cho da hỗn hợp, da dầu và da có mụn. Chiết xuất thiên nhiên cho nên rất là dịu nhẹ và an toàn cho da ha. Bạn sẽ cảm nhận được một làn da rất là sạch sâu nhưng không khô da nha cả nhà. Và tiếp thứ hai đó là sữa rửa mặt Innisfree cho núi lửa. Thì cái sản phẩm này sẽ có những cái hạt mịn li ti giúp cho chúng ta tẩy được cả tế bào chết trên da luôn nha. Và cái dòng này thì cái dòng cũng làm sạch sâu và cũng làm cho da của chúng ta sẽ hạn chế cái độ tiếp bã nhờn rất là tốt luôn. Và nó còn có cái những cái hạt nhỏ li ti để giúp chúng ta massage ở trên mặt nữa ha. Và cái dòng sản phẩm này sẽ giúp cho chúng ta lấy sạch những cái chất dơ ở trong lỗ chân lông và có khả năng là giúp cho cái lỗ chân lông của chúng ta được se khít. Sữa rửa mặt cho núi lửa là dạng kem sữa màu trắng rất là mịn, có những cái hạt massage nhỏ màu đỏ ở trong tiếp kem, tạo cho chúng ta cái cảm giác là thư giãn rất là nhiều khi chúng ta sử dụng cái sữa rửa mặt này. Tuy nhiên những cái hạt nhỏ này cũng sẽ không làm cho da của bạn bị tổn thương đâu ạ. Vì tất cả đã được tính toán rất là chi tiết ở trong sản phẩm rồi. Và chính hãng thì đã được nghiên cứu rất là rõ tỷ lệ thành phần cũng như là những cái thành phần ở trong tiếp sữa rửa mặt này là được công bố chính gốc luôn. Còn khi các bạn sử dụng những cái hàng nhái, hàng dỏm trên thị trường thì nó sẽ tổn thương đến da của bạn rất là nhiều mà các bạn không biết được á. Các bạn cứ nghĩ rằng có gì đâu, cũng giống tương tự mà. Không phải đâu nha bạn nha. Và khi chúng ta sử dụng lâu dài thì da của chúng ta sẽ bị tổn thương đó ạ. Vì những cái hạt đó không có đơn giản là cứ mua cái hạt nào bỏ vô cũng được đâu nha mọi người ha. Và dĩ nhiên là sản phẩm tốt thì nó sẽ có cái giá của nó. Vì vậy mọi người đừng so giá khi mà chúng ta đi mua mỹ phẩm để sử dụng. Nếu các bạn so giá ở những nơi khác bán rẻ hơn thì các bạn chắc chắn có thể mua phải hàng nhái, hàng dỏm đó nha. Và đây là sữa rửa mặt chiết xuất từ đậu khấu và có công dụng là điều trị mụn rất hiệu quả luôn. Và mình đã bán cho rất là nhiều khách hàng bị mụn khi sử dụng cái Innisfree đậu khấu này thì đem lại hiệu quả rất là tốt nha mọi người ha. Đối với những bạn có làn da hay là bị mụn nè, hay bị mụn viêm, mụn đầu đen, mụn cám gì đó thì các bạn nên chọn cái sản phẩm này. Và đây là sữa rửa mặt thuộc dòng Pizza Triple, chuyên dùng cho da dầu, da có mụn hay là da bị tổn thương ạ. Và sản phẩm được chiết xuất từ hạt nhục đậu khấu được nuôi trồng tại đảo Jeju, một trong những thành phần rất là quý hiếm vì nó phải trải qua 20 năm tồn tại trong tự nhiên mới có thể sử dụng. Đó, mọi người có thể thấy là khi mà nhà sản xuất đưa vào những cái thành phần tốt như vậy cho da thì họ đã nghiên cứu cực kỳ là sâu luôn. Vì vậy giá thành phẩm nó mới bị đẩy lên cao như vậy vì họ đã nghiên cứu ra một cái sản phẩm cực kỳ tốt. Và họ còn đưa vào những cái tiếp sữa rửa mặt này những cái thành phần thực sự là rất là an toàn và hiệu quả cho da như thế. Thì hỏi làm sao mà có giá 50-60 ngàn được mọi người. Cho nên chúng ta phải phân tích
rất là cụ thể, và chúng ta hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Đừng nghĩ rằng người bán hàng chính hãng thì bán mắc, còn người bán hàng kia thì họ bán rẻ. Không có rẻ đâu mọi người ơi, thật sự là nếu mà các bạn chỉ so giá thì các bạn mua rẻ hóa mắc đó ạ. Tại vì nếu mà chúng ta mua cái sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc là sản phẩm nhái dỏm á, thì khi mọi người sử dụng trên da nó không mang lại hiệu quả mà nó còn làm cho da của chúng ta tổn thương sâu thêm nữa, thì sau này chúng ta khắc phục rất là khó ha. Vì vậy nếu mà da các bạn nào đã có mụn rồi thì các bạn nên mua được những cái sản phẩm an toàn và chính hãng để sử dụng nha cả nhà nha. Và đây là sản phẩm kiểm soát dầu nhờn cũng như là ngăn ngừa và trị mụn cực kỳ hiệu quả của Innisfree luôn ạ. Và đây là ba dòng sản phẩm phải nói là rất là đình đám của thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc, Innisfree. Và cả nhà nếu muốn mua sản phẩm Innisfree chính hãng thì mọi người liên hệ với mình theo hai số điện thoại này nha. Và có rất là nhiều các trang bay ăn cắp clip của mình. Dù mình đã để cái bảng tên cũng như là mặt của mình để quảng cáo sản phẩm thì họ cũng vẫn ăn cắp bình thường. Và họ chạy cái dòng số điện thoại của họ ở dưới cái clip này vậy đó, y như là của họ, thì mọi người cẩn thận ha. Shop của mình chỉ bán trên hai số điện thoại này thôi. Và shop của mình là Hoàng Yến Store nha cả nhà nha. Và chính hãng thì mình đã quay rất rõ, rất sát cho mọi người. Mình đã phân tích như thế thì chắc chắn mình sẽ không bán hàng nhái, hàng giả cho cả nhà. Cho nên khi mọi người đã tìm gọi điện cho mình thì mọi người cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm thôi ha. Không cần phải đắn đo suy nghĩ ạ. Vì bên mình cam kết là bán hàng chính hãng cho mọi người ha. Rồi. Xin chào và tạm biệt cả nhà. Cần tư vấn thêm về sản phẩm sữa rửa mặt Innisfree thì mọi người add Zalo của shop hai số điện thoại như trên bảng tên giùm mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.